Chương 3. Lúc ấy Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê rằng: Các ngươi phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Ấy là về Giăng Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng: Có tiếng kêu trong đồng vắng, hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Và Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da, ăn thì ăn những châu chấu và mật ong rừng. Bây giờ dân thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người. Và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến chịu phép báp têm mình, thì bảo họ rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Vậy các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự khoe rằng Abraham là tổ chúng ta. Vì ta nói cho các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sanh ra con cái cho Abraham được. Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây, vậy hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ phải đốn và trụm. Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn, song đứng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa, tay Ngài cầm nia mà rê thật sạch sân lúa mình, và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm dạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Khi ấy, Đức Chúa Giê-xu từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh đặng chịu người làm phép báp têm. Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp têm mà Ngài lại chờ đến cùng tôi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài. Vừa khi chịu phép báp têm rồi, Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nước, bỗng chốc các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường.